Rồi, mình xin chào tất cả cô chú anh chị cùng các bạn đang xem kênh Kiền Chấm Vèo của mình nhé. Thì trong clip hôm nay mình sẽ cập nhật những cái dòng cá chép như là sư tử nè, koi nè. Và mình sẽ có vài dòng săn mồi. Tại hôm nay thì mình chưa có về đủ các loại săn mồi, thì có cái loại nào mới về thì mình sẽ cập nhật luôn trong một cái video ngắn này nha. Em mời quý anh chị xem hết clip của em ha. Coi mình thích cái dòng nào mình chốt dòng đấy. Và lưu ý cho mình một điều ha, cá này mình chuyển tỉnh á, mình đóng thùng mình gửi ship á, thì mình chỉ nhận chuyển khoản thanh toán, sau đó mới đóng và gửi nha. Anh chị tin tưởng mình mua mà không tin tưởng thì thôi. Em vào chủ đề chính, cũng như quay các loại cá và bảo giá cho quý anh chị mình xem ha. Rồi, đầu tiên em sẽ đến với dòng sư tử sọt, size tầm khoảng 9-10 nha quý anh chị, 9-10 nha. Thì cái size này em đang bán với giá là 300k một con nha. Hàng hôm nay là rất đẹp, liền lạc nha quý anh chị. Sọt thì mình nó sẽ ngắn, đây, tiền nào là củ đó nha. Sọt nó ngắn nhưng mà đổi lại cái thân nó bự nha, nó không có hề nhỏ đâu. Đây nè, còn bàn tay của mình nè, size này tầm khoảng 10cm nha. Cái độ to của cá nè, để nó ngang mình mới thấy nó to. Tại vì sọt thì nó ngắn, thân cái thân nó thì nó bằng con cá mà dạng như 15cm á. Cái độ to nha, mình tính độ to con cá nó tầm khoảng 15cm, còn sọt thì cái body phần thân nó sẽ ngắn hơn. Thì cá này size 9-10 này em đang bán với giá là 300k ha. Hàng này thì em mới về thôi. Bài này thì tầm khoảng 10 con thôi quý anh chị, tầm khoảng 10 con thôi. Mình cứ xem từ, mình thích cái dòng nào mình chốt dòng đó em ha. Em chân thành cảm ơn. Bây giờ mình sẽ tới với cái màu khác nha. Tiếp tục em sẽ đến với sư tử đen. Sư tử đen này cái size nằm khoảng 9-10 nha quý anh chị, nhỏ là 9, lớn là 10 ha. Thì cá này thì em đang bán với giá là 260k một con ha. 260k một con. Thì cái đen là đen full nha, đen full. Đây là cái độ to của cá ha. Loại này cũng sọt nha quý anh chị, nó ngắn ngắn nha, không có dài. Đây. Đây. Màu đen, đen full, đen huyền rất là đẹp. 260k một con nha. 260 một con. Nó về là giá cả nó tùy theo đợt nha quý anh chị. Có đôi khi mình sale nè, và đôi khi nó hàng nó không có, đôi khi nó hơi mắc một tí, hoặc là sale thì giá nó sẽ rẻ một tí. Còn em đang bán là báo đây là giá bình thường nha, giá thường khi nha. Cái này anh em mà mình nuôi nhiều màu thì mình lấy cái một con hai con vậy đó mình làm điểm nhấn, thì cái màu đen này nó cũng rất là đẹp nha. Màu đen này anh em nuôi mà dạng như nền xanh, nền vàng, nền trắng thì nó sẽ rất là đẹp luôn. Size 9-10 nha quý anh chị, 260 một con ha. Cái này nó rẻ hơn màu trắng một tí. Rồi tiếp tục ở đây em còn vài chú panda và khoảng ba con cá phi tần ha. Phi tần ở đây sẽ có màu vàng ha. Con này bị bệnh thì mình không có tính vào, ở đây mình nói chung là còn hai con thôi. Phi tần thì em đang bán với giá là 200k một con ha. Ở một đầu thì em để với giá là 300 ha. Ở đây còn một đôi. Còn đối với phi tần này thì cái size tầm khoảng 10cm nha quý anh chị. Còn panda thì cái size tầm khoảng 8cm, 9cm ha. Panda thì em đang bán với giá là 150k một con ha. Nó sẽ có cái nền vàng vàng ha. Đây để em vớt cho quý anh chị mình xem ha. Đây, 150k một con. Tiếp tục ở đây em sẽ đến với dòng sư tử đỏ ha. Sư tử đỏ ở đây thì em có size tầm khoảng 15 nha. Dòng này thì dòng super sọt lưng gù ha. Đây em quay cận cảnh ha. Để em vớt cho mình coi luôn. Đây, size này tầm khoảng 15 nha. Tại vì nó super sọt nên nó khá là ngắn nha, chứ nó có rất là to nè. Đây mình cầm trên lòng bàn tay mình nè, nó rất là to ha, lưng gù luôn. Con nào cũng vậy nha quý anh chị. Thì cá này em đang bán với giá là 750k một con ha. Một cặp là 1,5 triệu ha. Em còn đúng một đôi thôi. Anh chị nào yêu thích dòng này mình có thể xem kỹ để mình chốt ha. Này em quay rất là kỹ rồi. Ok, mình chốt là đóng thùng mình gửi ha. Tại vì nàng cái này nó còn một cặp duy nhất thôi. Tiếp tục mình sẽ đến với dòng sư tử đen sọt, size tầm khoảng 18-20cm nha quý anh chị. Thì cái size này thì em đang bán với giá là 750k một con nha. Thì hôm nay thì bữa mình lấy mình nhập về 4 con thế này vẫn còn nguyên quý anh chị. Thì hôm nay mình giảm cho anh chị với giá là 700k một con ha, giảm 50k. Thì đen ở đây sẽ là đen full từ đầu tới đuôi luôn.
cá thì em bao là vấn đề là bao khỏe cho quý anh chị mình nha, bao mạnh nha. Đó, hàng này thì hiếm khi nào mà nó bị yếu, bị bệnh này nọ đó, tại vì size nó cũng khá là to rồi. Đó, đây là cái lòng bàn tay của mình nha, khi mình nhìn ngang á, cá rất là to nha. Tại mình quay đứng từ trên xuống thì con cá nó sẽ hơi bé nha, thật ra thực tế là nó rất là to. Đây là lòng bàn tay mình 700k một con nha quý anh chị. Rồi tiếp tục là em sẽ đến với dòng cá sư tử vàng. Vàng đây là vàng gold, vàng đậm nha quý anh chị. Thì ở đây em có size tầm khoảng 4cm, 5cm ha. Thì ở đây còn sót một con trắng sọt nhỏ. Đây tầm khoảng 5cm, hơn 5cm tiếp. Thì cá vàng này size 4-5 này em đang bán với giá là 100k một con nha. 100k một con. Để em vớt thử trên lòng bàn tay cho quý anh chị mình xem ha, coi cái màu thực tế của cá nha. Ở đây em quay đèn trắng nha, quý anh chị cứ xem kỹ giùm em. Đây, cái màu vàng gold rất đẹp nha. Cái này anh em nuôi to to thì nó hết sảy luôn, nó ra màu rất là đẹp. Nó còn bé mà cái màu sắc nó còn như vậy nè. Thì cái hàng này em cũng mới về một bầy nè, tầm khoảng 20 con nha. Bữa hổm lúc mà em về 15 con em không đủ bán, đợt sau em về thêm 30 con nữa, thì hôm nay em về thêm 20 con nữa. Mà 20 con là hết hàng nè quý anh chị. Em đặt 40 con nữa nhưng mà nó về được có 20 con nữa thôi. Còn cái thằng này nó còn sót nha. Thằng này nó còn sót cá cũ quý anh chị, sẵn em dục vô luôn. Con này thì em đang bán với giá là 150k nha. Dòng sọt trắng mà nó còn có một con thôi. Rồi, và tiếp tục em sẽ đến với những combo cá chép giá mềm mềm cho quý anh chị mình chơi ha. Đầu tiên combo số 1 ha, em sẽ đến với dòng coi bướm ha. Coi bướm ở đây em sẽ có size tầm khoảng 17-19 xe nha quý anh chị. Thì ở đây em sẽ có 4 con là 4 màu ha. Thì combo này là 250k, em giảm cho mình là 50k ha. Combo này trọn vẹn là 200k cho quý anh chị mình chơi tập chơi ha. Thì với cái size này thì anh chị chơi tầm hồ tầm khoảng 1m ha. Tại vì mình trừ ha cho cá nó còn lớn nữa ha. Ở đây sẽ có màu đỏ này, màu vàng nè, màu cam ánh đồng nè và một con trắng bông đen ha. Combo số 1 200k gồm 4 con nha quý anh chị. Rồi, tiếp tục với combo số 2. Combo số 2 này là em sẽ phối là hai con nhật vĩ rồng. Một con trắng là trắng full, tay bơi bướm là siêu đẹp luôn ha. Hai con vảy rồng và hai con coi bướm ha. Hai con coi bướm nha. Nhật ở đây là vảy rồng rất đều nha quý anh chị. Đây, cá là siêu đẹp luôn, không một vết xước luôn. Đây, một con vàng nhạt. Vàng nhạt mà cái vảy nó vảy trắng nha quý anh chị. Vảy nó vảy trắng ha. Nó nhảy quá thì có thể khó quay ha. Đây. Và hai con coi bướm, một con coi vàng đồng nữa là siêu đẹp luôn quý anh chị, rất đẹp nha. Em quay là em quay đèn trắng nha, không quay ảo đâu. Một con là đỏ đen ha. Thì bốn con này giá cũng là 250k ha, em giảm cho quý anh chị mình là 50k, còn chỉ 200k thôi. Đây là em soạn những cái combo cá cũ nhưng mà em soạn combo lại. Ở đây là em phối hai con coi bướm và hai con cá nhật với rồng nha, chứ không phải là coi bướm, cũng không phải là nhật hết, một cái phần nữa. Em phối như vậy thì đó, quý anh chị thấy vừa mắt, mình thấy đẹp, thấy hợp lý, ok chốt giùm em ha. Anh chị lưu ý ha, thì cá này em chỉ nhận chuyển khoản thanh toán trước, sau đó mới đóng thùng và gửi ship cho anh em ha. Thì những con cá này em chỉ ship các tỉnh thành trong khu vực miền Nam, không ship miền Bắc nha, tại vì dòng này thì nó xài oxy khá nhiều, với lại em gửi ra miền Bắc thì em gửi đường bộ chứ em không có gửi được đường bay nó, nên cái vấn đề này thì nó hơi khó xử một chút ha. Rồi 200k cho cái combo này ha. Quên báo size luôn, thì cái size này nó tầm khoảng 19-20 nha, 19-20 cm ha. Đây là cái lòng bàn tay của mình nè, và đây là con cá ha. Để mình vớt lòng bàn tay cho mình quý chị mình coi. Đây là cái độ to của cá ha. Rồi, tiếp tục em sẽ đến với combo thứ 3 dòng cá koi ha. Cá koi đây em có size tầm khoảng 18-20 cm nha quý anh chị. 18-20 ha. Thì cái size này với combo 4 con như thế này thì em đang bán với giá là 300k nha. Nhưng hôm nay em giảm 50k, giá combo 4 con này chỉ còn 250k thôi. Size 18-20 ha. Thì ở đây em sẽ có là 4 con, là gồm 4 màu ha. Mình cứ xem qua màn hình. 4 con 4 màu khác nhau ha. Đỏ đen, cam đen, đen, xin lỗi, cái này là cam trắng ha, cam bạc. Con này là dạng như đỏ đen, con full vàng nhạt. Thì 4 con này là 4 màu khác nhau ha. Thì bốn con này anh em chơi cái hồ tầm khoảng 1m là hợp lý nha. Tại vì mình trừ hai cho cá nó còn lớn ha. Rồi chọn cái combo này là 300, em giảm 50k còn 250 nha. Bốn con bốn màu. Tiếp
tục em sẽ đến với combo thứ tư. Combo thứ tư này giờ gồm 4 con chép coi đó, thì nó cũng là đỏ đen trắng đều ha. Nhưng mà ở đây em sẽ có là 2 con vảy kim tuyến và 2 con vảy thường ha. Ở đây là full vảy, không phải vảy rồng nha quý anh chị đó. Thì cái size tầm khoảng 20-21 này thì chọn combo này nó hơn 300 nha quý anh chị. Mình cũng bán đồng giá là 250 luôn. Hôm nay nãy giờ là combo các coi đuôi ngắn ha, em đều giảm 50 đó. Thì combo này em giảm cũng là còn 250 cho cái size này luôn ha đó. Rồi tiếp tục combo thứ 5 nha quý anh chị. Ở đây em sẽ còn là một con cá coi và vảy kim tuyến size tầm khoảng 20-22 ha. Ở thì con này em bán với giá là 200 và con này là size 30 em đang bán với giá là 250k. Tức là một đôi này 450 thì hôm nay nói chung là em giảm luôn đó ha. Thì em giảm cho 100k. 450 là một đôi này là còn 350k ha. Cá rất là đẹp nha. Anh đã quay dưới này trắng nè. Cá này làm bao đẹp luôn. Vảy kim tuyến lấp lánh nha quý anh chị, rất đẹp. Con size này quá là to luôn. Đó, 3 size 30. Độ to của cá nha. Cá làm bao mạnh khỏe nha, không cật lỗi nha. Rồi và tiếp tục mình sẽ đến với dòng cá sấu hỏa tiễn nha quý anh chị. Thì cái dòng này thì khá là lâu rồi, tầm khoảng hơn năm nay rồi. Thì nó mới có hàng trở lại nha. Và em đang có cái lô hàng là lô hàng đầu tiên. Thì giá nó hơi cao nha. Thì cái size trước mặt quý anh chị đang xem nó tầm khoảng 10 cent 11 cent nha. Đó, cá em đang bán một đôi với giá là 300k ha, một đôi 300k. Size nhí nha, size con ha. Đó. Đây là cái hàng đầu tay nha, hàng đầu mùa nha quý anh chị. Đó, thì cái số lượng thì em cũng giới hạn thôi, tầm khoảng 30 con ha. Đó, thì em đặt hàng rất là lâu luôn rồi. Thì em nghĩ nếu mà nó có size nhỏ như thế này thì em nghĩ một thời gian tầm khoảng tháng hay tháng gì đó thì nó sẽ có những cái size lớn nếu mà nó nhập hàng được ha. Đó, tại vì cái lúc trước thì nó vắng, tới thời điểm này thì nó tầm khoảng hơn một năm nha quý chị. Cái dòng cá sấu hoa tiễn này đó, thì một đôi này em đang bán với giá là 300k ha. Đó, size tầm khoảng 10 cent 11 cent. Size nhí thì giá nó cũng dễ chơi dễ chịu ha. Đó. Tiếp tục mình sẽ đến với một con nữ hoàng. Nữ hoàng ở đây em có size tầm khoảng 11 12 cent nha. Cá đảm bảo là chất lượng liền lạc, không tật không lỗi nha. Đó, thì hàng này nó nhỏ thiệt nhưng mà anh em dòm về cái phần màu sắc thì cá này rất là đỉnh luôn. Rất là đỉnh luôn. Em chưa có chùi mấy hồ nó hơi bẩn ha. Đó, ở đây là em quay là bằng đèn trắng nha. Đó, bằng đèn trắng nha. Cá nó liền lạc, không bị rách một cái chỗ nào luôn. Đó, cá nói chung là rất là chất lượng nha. Đó, thì cái size này em đang bán với giá là 750k một con ha. 750k một con. Size tầm khoảng 12 cm nha quý chị. 12 cm nha. 750k. Thì đợt bữa em có một cái size tầm khoảng 11 cm á, size 700 thì có một con à. Đó thì mình thấy anh chị hỏi cũng rất là nhiều. Đó thì nhưng mà hôm nay em lựa được có hai con này, nó đẹp và nó liền thôi. Tại vì số lượng đông á thì thường thường trại họ sẽ thả chung một bầy ha. Nên cái vấn đề rách thì nó rất là nhiều. Đó em lựa được cái hai cái con này là nó liền lạc nhất trong bầy và đẹp nhất trong bầy luôn. Đây là con thứ nhất nha. Đó 750k. Tiếp theo con thứ hai ha, cái size tầm khoảng 12 luôn. Đó. Cá thì nó cũng giống nhau 100%, hai con nó y chang nhau luôn, con nào cũng đẹp hết. Đó, gì kỳ về phần màu sắc thì nó đầy đủ các yếu tố của một con cá đẹp ha. Đây. Đó, gì kỳ của nó ha. Em quay bằng đèn trắng nha. Cá size tầm khoảng 11 12 mà màu sắc nó như thế này rồi. Đó, bườm dài. Đó, phim rồi dài rất là đẹp ha. Đó, con cá này cũng đồng size và cũng đồng giá luôn, 750k con thứ hai ha. Ở đây em có hai con thôi. Đó, hai con thôi. Tại vì không có cái hàng đẹp em lựa ra thì nó còn hai con này thôi. Đó. Nếu em lựa những cái con cá rất đuôi, rất kỳ, rất vảy thì em về em phải dưỡng nó rất là lâu để nó mới phục hồi đều đặn được, mới bán được. Đó. Còn những con liên lạc về thì anh em mà thích là anh em chốt là mình chuyển cho anh em. Đó. Thì mỗi một đợt thì nó sẽ có những cái size cũng như là giá cả khác nhau ha. Đó, em đang ra báo giá hiện tại nha quý anh chị. Đó, size 12. Đó, size này chính xác 12 cm nha. Đó, 750k một con. Và tiếp tục mình sẽ đến với dòng cá phát tài size tầm khoảng 30 cm nha quý anh chị. Đó, size 30, size khá là to nè. Cá này em lên hàng được 6 con nha quý anh chị. Đó, em lên hàng là theo nhu cầu nha.
thấy là có hai khách hỏi, hai khách đặt là hai cặp rồi đó. Đây là cái đồ to của cá ha, size 30 nha quý anh chị. Đó, size 30. Đó, size 30. Số lượng chỉ có 3 cặp thôi nha, là gồm 6 con nha quý anh chị. Đó, con này nó có cái gù luôn rồi nè. Đó. Đây là cái đồ to của cá nha quý anh chị. Đó, thì cá này em đang bán với giá là 350k một con ha. 350k một con size 30. Đó, size to để về mình thả vô hồ là mình chơi luôn đó. Còn cái size nhỏ thì có lẽ ngày mai em sẽ có hàng size nhỏ ha. Thì cái dòng này thì giá nó cũng rẻ thôi, nó không có cao. Đây, cá rất là đẹp luôn quý anh chị. Đây, lên gù luôn nha đó. Thì con cá này bữa em có ghé một cái quán đó, em thấy con cá nó cực kỳ to nha quý anh chị. Nó rất là to, em không đoán được cái số ký nó, nhưng mà con cá nó khoảng 3 bàn tay á, rất là to. Đó, bữa hôm em ghé một cái quán em mua đồ ăn cho vợ em đó, thấy con cá rất là to luôn. Còn cái size mát size, những cái dòng mát size mà có ở shop là không có nha quý anh chị. Tầm này là bự nhất rồi đó. Đó, thì đây là cũng là những con, đây là cũng là một cái dòng cá cuối clip của mình ha. Đó, quý anh chị thấy thích dòng nào mình chốt dòng đó ha. Thì những con cá đây chuyển tỉnh đóng thùng gửi thì em chỉ nhận chuyển khoản thanh toán trước nha, tại vì đây là cái mặt hàng cá cảnh, gửi đi không gửi về được. Đó, mình tin tưởng thì mua, không tin tưởng thì thôi. Đó, em bán cho khách hàng nào cũng như nhau nha. Đó, và em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành ít thời gian theo dõi video của em ha. Đó, nếu anh chị thấy thích thì cho em xin một like, hoặc là muốn xem những đợt tiếp theo mình có những cái dòng cá kiểu gì thì quý anh chị hãy nhấn nút đăng ký ha, để khi em có video em đăng lên thì quý anh chị sẽ nhận được cái thông báo cũng như xem cá mà mình chốt cá ha. À, con này nó bốn râu luôn quý anh chị, bốn râu nè.